Xin kính chào quý vị. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nóng hổi nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị, thật đáng sợ và kinh hãi khi phải chứng kiến cảnh nước dâng lên và khoảnh khắc đó khi đứng trước những thảm họa của thiên tai, con người chúng ta thật nhỏ bé vô cùng. Đó là một lời ca thán đầy sự hoảng sợ, bàng hoàng vô cùng của một người dân Trung Quốc khi phải tận mắt chứng kiến đất nước mình ngày qua ngày đang phải gồng mình chịu đựng từng trận lũ dữ đổ về. Trong khi cơn bão số 2 mạnh thứ 2 trên thế giới đổ bộ ở Trung Quốc đã khiến mực nước sông Dương Tử, đập Tam Hiệp lên mức cao kỷ lục và gần như nó đã tạo ra những dòng lũ thế kỷ, khiến cho một nhánh sông Dương Tử vỡ bờ và đập Tam Hiệp phải liên tục đặt trong tình trạng khẩn cấp khi liên tục phải tăng cường lưu lượng xả suốt ngày đêm, gây ra những trận lở đất thương vong. Những trận lũ quét kinh hoàng cuốn trôi nhấn chìm mọi thứ nó đi qua, thế rồi tai ương vẫn tiếp tục chưa chịu buông tha Trung Quốc. Thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết hôm qua 1,4 tỷ dân đã phải hứng chịu một trận mưa đá chưa từng có trong lịch sử. Thông tin trên được tờ báo của Bắc Kinh cho biết như sau. Vào lúc 21 giờ ngày hôm qua, nhiều tỉnh thành của phía đông bắc của nước này bất ngờ hứng chịu một trận mưa đá khủng khiếp và dữ dội. Những hòn đá to bằng quả bóng màu trắng rơi liên tiếp từ trên trời xuống quảng trường Thiên An Môn của thủ đô Bắc Kinh suốt hơn một tiếng đồng hồ. Trận mưa đá trên đã làm cho thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tê liệt gần 2 tiếng đồng hồ. Cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình đã phải họp gấp ngay trong đêm bởi trận mưa đá xảy ra quá bất ngờ. Sau 2 tiếng đồng hồ thì các tỉnh như Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Hồ Nam cũng đã xuất hiện những đám mây dông và sấm chớp đùng đùng. Một lúc sau đó thì mưa cũng trút hàng ngàn mét khối đá trắng bao phủ một vùng rộng lớn. Theo Cục Thống kê Nhanh của Trung Quốc cho biết, hiện tại mưa đá đã làm tan nát 1,2 triệu hectare cây trái, hoa màu của người dân Trung Quốc đại lục. Điều này đã làm cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập đang rất buồn. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập được cho là buồn nhất. Còn hơn 1 tỷ người dân của Trung Quốc ca thán mất trắng mùa màng vì mưa to, gió lớn, động đất, gió bão vỡ đê, vỡ đập trong những tháng đầu mưa lũ vừa qua vẫn đang tàn phá Trung Quốc. Người ta cho đây chính là luật nhân quả mà chính quyền ông Tập đang phải gánh chịu khi đã gây đau thương và chuốc oán với cả thế giới trong suốt thời gian vừa qua. Hiện tại thì cơ quan dự báo khí tượng thủy văn của Trung Quốc cho biết những trận mưa to đến rất to cùng mưa đá, lũ quét, sạt lở vẫn đang tiếp tục hoành hành nhiều tỉnh của Trung Quốc. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn ở phía nam Trung Quốc vẫn tiếp tục kéo dài và lúc 6 giờ sáng nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa bão. Dự kiến mưa lớn vẫn xảy ra ở phía nam và tây nam. Trước đó, đập Tam Hiệp đã bắt đầu khẩn cấp xả lũ, gây ra áp lực lớn đến các thành phố ở hạ lưu. Hiện tại, nhiều thành phố bị ngập lụt và cũng có thông tin rằng nhiều người rơi xuống nước bị điện giật tử vong. Những dữ liệu này đều thuộc về bí mật quốc gia. Theo cảnh báo sớm do Đài truyền hình vệ tinh Trung ương đưa ra, ước tính từ 8 giờ sáng qua đến 8 giờ sáng nay, khu vực ở phía Nam Tứ Xuyên, Đông Bắc, Vân Nam và hầu hết các khu vực ở Quý Châu, Tây Bắc, Quảng Tây, miền Trung, Hồ Nam, Tây và Đông Bắc Giang Tây, Bắc Phúc Kiến, Nam Chiết Giang và những nơi khác có mưa bão lớn. Trong số đó, một số khu vực phía Nam, lưu vực Tứ Xuyên, Tây Nam, Quý Châu và Tây Nam Chiết Giang đã xảy ra mưa bão lớn. Một số khu vực nêu trên đi kèm với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Lượng mưa tối đa mỗi giờ từ 130 đến 150mm, có địa phương vượt quá 270mm, có nơi thời tiết đối lưu mạnh như dông, bão và gió mạnh. Vào sáng nay, Tân Hoa Xã đã đưa tin chịu ảnh hưởng của mưa bão liên tục vào chiều nay. Lưu lượng nước của hồ chứa đập Tam Hiệp bắt đầu tăng vào lúc 14 giờ chiều. Lưu lượng của hồ chứa Tam Hiệp đạt 40.000 mét khối trên giây, gấp đôi vào lúc 14 giờ ngày hôm qua. Trước đó, để đối phó với vấn đề này, lãnh đạo phòng chống lũ sông Dương Tử yêu cầu xả nước hồ chứa Tam Hiệp để đạt lưu lượng nước trung bình 35.000 mét khối trên giây. Đến 5 giờ chiều nay, mực nước của đập Tam Hiệp đã đạt tới mức 147,57m, vượt mức lũ 2,57m. Trong cùng ngày, 34 tổ máy phát của nhà máy điện Tam Hiệp đã triển khai toàn bộ với tổng sản lượng hơn 2 triệu kW, gần hết công suất.
Đây là lần xả lũ đầu tiên của Tam Hiệp trong năm nay. Tuy nhiên, việc đập Tam Hiệp xả lũ được cho rằng sẽ gây ra áp lực lớn cho các thành phố ở hạ lưu. Theo báo cáo của trang web Sông Dương Tử, vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay, Văn phòng chống lũ thành phố Vũ Hán đã đưa ra thông tin nói rằng vào lúc 7 giờ sáng nay, mực nước của trạm Sông Dương Tử đạt 25m là mực nước cần phải phòng vệ. Mức kiểm soát lũ ở Vũ Hán được chia thành 3 cấp độ dựa trên mực nước trạm Hán Khẩu. Mực nước phòng bị là 25m, mức cảnh báo là 27,3m và mực nước đảm bảo là 29,73m. Tuy nhiên, các thành phố Nghi Xương gần Vũ Hán và chỉ cách đập Tam Hiệp hơn 40km hiện đã chịu trận mưa lớn 20 năm một lần. Vào sáng nay, lượng mưa cao nhất ở Nghi Xương đạt 271,6mm, vượt quá mức cao nhất trong lịch sử của trạm khí tượng Nghi Xương. Nhiều ô tô đã bị chìm trong nước. Qua các video chia sẻ trên mạng Internet cho thấy vào sáng nay, sau khi nước sông tăng vọt gây lũ lụt nhiều nơi trong thành phố, dây điện cao áp rơi xuống nước khiến nhiều người rơi xuống nước và bị điện giật gây tử vong. Tuy nhiên, thông tin vẫn chưa được xác nhận chính thức. Trước đó, một số người dân Trung Quốc đã cảnh báo trên mạng Internet rằng Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải và các thành phố khác là khu vực tiếp theo sẽ bị lũ lụt. Tuy nhiên, người ta nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm người dân lan truyền thông tin về lũ lụt trên mạng. Vì vậy, trên Weibo rất ít thấy tình hình về thiên tai. Nhưng trên Twitter, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải các video liên quan. Theo tin của BBC đưa tin, một cư dân họ Lý ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc cho biết trong một video rằng hiện giờ bạn có thể thấy hiện trường mực nước sông Dương Tử đang rất cao. Tôi nghe nói rằng thượng lưu đập Tam Hiệp, đập các châu bá đang toàn lực xả lũ. Hiện chưa tới mùa nước lên, mùa lũ chính ở lưu vực sông Dương Tử nói chung là vào tháng 7 và tháng 8 năm nay. Các thành phố trong lưu vực sông Dương Tử bao gồm cả Vũ Hán có bị lũ hay không? Chúng tôi sẽ cố gắng đến hiện trường mỗi ngày để xem mực nước của sông Dương Tử. Cư dân mạng có nickname Sao Gia đã chỉ ra trong một video trên Twitter rằng căn phòng nhìn ra toàn là sông, ai lâm vào cảnh lầm than mới thấu hiểu. Trong 3 tiếng nước dâng cao 5-6m nhấn chìm tòa nhà 2 tầng. Nước chảy xối xả, nhiều người dân không kịp chạy thoát. Có người đăng hình ảnh những chiếc ô tô chìm ngập trong nước lũ với dòng chú thích trực tiếp rằng hạ lưu Tam Hiệp chịu tổn thất nặng nề, một số thi thể nổi lên mặt nước. Tân Hoa Xã đưa tin rằng dự kiến sẽ có mưa vừa đến mưa to gần các nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử. Từ ngày hôm nay đến 2 ngày tới, mưa bão vẫn đổ bộ và sẽ có mưa lớn ở thượng nguồn sông Gia Lăng, thượng nguồn Hán Giang có mưa vừa mưa to và có nơi mưa rất to. Do đó, vào đầu tháng 8, hồ chứa Tam Hiệp có thể sẽ đón đợt lũ mới. Một số chuyên gia chỉ ra rằng đợt xả lũ đầu tiên của đập Tam Hiệp năm nay sẽ mang lại một làn sóng lũ mới cho khu vực. Mưa lớn ở Trung Quốc đã gây ra thảm họa, khiến 26 tỉnh thành bị ngập sâu trong nước. Đập Tam Hiệp không chỉ thất bại trong việc ngăn chặn lũ lụt, mà còn làm trầm trọng thêm thảm họa ở các thành phố. Khu vực hạ lưu con đập gây ra lũ lụt cho toàn thành phố Nghi Sơn. Vào sáng nay, một văn kiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra ánh sáng cho thấy chính quyền vì muốn bảo vệ đập Tam Hiệp nên đã yêu cầu bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ toàn lực xả lũ. Điều đáng lo ngại là việc xả lũ sẽ khiến thành phố khu vực hạ lưu rơi vào thảm cảnh nặng nề hơn và người dân muốn trốn e rằng cũng không có cách nào trốn thoát được. Văn kiện Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đang lan truyền trên Twitter cho thấy chính quyền yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Tam Hiệp Trường Giang Trung Quốc bắt đầu 20 giờ ngày hôm nay sẽ xả nước trong đập Tam Hiệp trực tiếp với lưu lượng 31.000 m khối mỗi giây. Từ 8 giờ sáng nay, lưu lượng nước Tam Hiệp sẽ ở mức gần 35.000 m khối mỗi giây. Phía dưới văn kiện ghi rõ, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc công bố thời gian là 4 giờ chiều nay. Dấu đỏ được đóng cũng là con dấu chuyên dùng phát tín hiệu mật của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi. Người sử dụng mạng đăng tải tài liệu này nói rằng sự điều chỉnh này không phải là vô duyên vô cớ, chỉ có điều liệu 35 con đập khác có thể chống chọi được hay không. Có người để lại bình luận rằng quả thật không khác nhau nhiều. Đêm qua tôi xem thử thấy rằng lưu lượng xả đúng thật là 31.000 m khối trên giây và hiện tại là 35.000 m khối trên giây. Mực nước ở Trùng Khánh đang dần dần dâng cao lên. Hiện giờ đập Tam Hiệp vì để bảo vệ Trùng Khánh khỏi trận lũ sắp tới nên đã mở áp xả lũ. Có cư dân mạng nói đây là một vụ thảm sát.
các thành phố ở Hạ Chu rất có khả năng rơi vào một cuộc khủng hoảng lũ lụt nghiêm trọng hơn. Mọi người trốn khỏi e rằng không có chuyện dễ dàng. Có người lại bày tỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc trước giờ vốn không coi trọng mạng sống của người dân, chết bao nhiêu người thì với đó chỉ là một con số. Để có thể giữ con đập Tam Hiệp khỏi bị vỡ mà không tiếc hy sinh biết bao mạng sống của người dân thấp cổ bé họng. Học giả kinh tế đăng video trên Twitter rằng đập Tam Hiệp, đập các châu xả lũ, mực nước sông Dương Tử tăng vọt đổ thẳng xuống Nghi Xương gây ra thảm họa. Bước tiếp theo là đổ xuống Vũ Hán, đợi đến lúc chìm trong nước rồi mới phản kháng, phải chăng đã quá muộn màng? Người sống ở Trung Du, Hạ Du sông Dương Tử hãy mau thức tỉnh. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ đầu tháng 6 đến nay, miền Nam Trung Quốc liên tục xuất hiện mưa bão, khiến nhiều tỉnh thành xuất hiện ngập úng. Theo thống kê chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mưa lũ đã ảnh hưởng tới cuộc sống của 12,86 triệu người tại 26 tỉnh thành, bao gồm Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam. Trong đó, 78 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, 729 người phải khẩn cấp di rời. Do lịch sử che giấu sự thật và thói quen nhẹ nhàng hóa thảm họa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giới quan sát cho rằng thiệt hại thật sự chắc chắn còn nghiêm trọng hơn nhiều so với chính quyền công bố. Ngoài ra, nhiều đường sắt đã bị nước lũ phá hủy, các cửa hàng và nhà cửa đều ngập lụt, thậm chí ngập đến cả tầng 3, còn có những người bị lũ cuốn trôi cùng cả căn nhà. Dữ liệu thương vong thực tế có thể là con số kinh hoàng. Ngày hôm qua, tỉnh Hồ Bắc đã hứng chịu thêm một đợt lũ mới. Tính đến 13 giờ hôm qua, mưa lớn đã gây ngập lụt tại 24 quận thuộc 7 thành phố, bao gồm Nghi Xương, Tương Dương, Kinh Môn, Hiếu Cảm, khiến ân 650.000 người phải gặp nạn. Trong đó có 3 huyện Đông Bảo, Trùng Dương, Kinh Sơn thuộc thành phố Kinh Môn, Quảng Thủy, huyện Tỳ Tân Đô thuộc thành phố Tùy Châu, huyện Lạc Phong thuộc Châu Tự trị Dân tộc Thổ Gia, Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, huyện Thiên An của Châu Tự trị Dân tộc Thổ Gia, Miêu Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Có lượng mưa trên 200mm, có nơi lưu lượng nước mưa lớn nhất là 339,5 mm ở trấn Kiều Thạch, huyện Đông Bảo, thành phố Kinh Môn. Và sáng qua, mực nước ở Hồ Thái Hồ dâng cao và cảnh báo lũ lụt được ban hành. Tất cả mực nước của 16 trạm trong khu vực mạng lưới xung quanh sông đều vượt quá mức cảnh báo. Từ chiều qua, thành phố Nghi Xương có mưa lớn khiến toàn bộ thành phố ngập lụt. Cộng thêm đập Tam Hiệp và đập các châu ở thượng nguồn thành phố Nghi Xương đang xả lũ cứu đập, khiến toàn thành phố Nghi Xương ở Hạ Du chìm trong nước. Khắp nơi đều là xe cộ bị nước nhấn chìm và nổi lềnh đềnh trên mặt nước, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ngoài Nghi Xuân, vùng Hạ Du Tam Hiệp bao gồm Nam Kinh và Thượng Hải cũng được mọi người quan tâm. Theo cảnh báo do Cục Khí tượng Trung Quốc đưa ra, Nam Kinh và Thượng Hải sẽ tiếp tục bị mưa lớn trong vài ngày tới. Ngoài ra, đập Tam Hiệp toàn lực xả lũ, giải cứu con đập đỉnh lũ thượng nguồn dâng cao có thể gây lũ nặng ở Nam Kinh và Thượng Hải. Một bài báo trên Weibo của Trung Quốc có tiêu đề "Nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào?" Bài báo đề cập rằng nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải đều sẽ không thoát khỏi kiếp nạn. Hồng thủy sẽ kinh hoàng hơn hàng chục lần so với trận lụt năm 1998, có thể phá hủy mọi thứ trung và hạ lưu sông Dương Tử. Ngọn hồng thủy sẽ đến Vũ Hán trong vòng 10 giờ và Nam Kinh trong vòng 1 ngày. Một trận hồng thủy cao 17 mét hoặc thậm chí cả hàng chục mét sẽ cuốn trôi hoặc đánh sập các tòa nhà. Thật khó để tưởng tượng rằng người dân có thể trốn thoát được. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.